Hello, hello. Xin chào các bạn. đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và ngày hôm nay đó, thật ra ở trong thị trường thì nói chung nó cũng không có nhiều cái thông tin như là nổi bật đâu các bạn. Nhưng mà đối với là crypto thì có một số những thông tin rất là nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cho nên chúng ta sẽ lướt qua một số những thông tin tình hình kinh tế nói chung uh, rất là nhanh ngày hôm nay. Thuần sẽ chủ yếu dành thời gian để mà chia sẻ chi tiết về những thông tin liên quan đến crypto. Trước hết thì các bạn thấy được là mở đầu tuần này đó, chứng khoán Hoa Kỳ đã có một cái sự hồi phục nhẹ các bạn. Cái ba chỉ số ngày hôm nay đều là màu xanh. Nasdaq tăng nhiều nhất là 0.63% premarket thì bây giờ đó thì cũng có có một cái sự hồi phục nhẹ hiện tại còn về hợp đồng dầu đó thì cũng không có sự thay đổi các bạn cỡ đó mà thôi 75 đô cho một thùng dầu và ngày hôm nay thì cũng không có sự thay đổi ở mức là 1825 đô cho một ounce vàng đó là hợp đồng mới nhất hiện bây giờ còn về tin tức đó thì chúng ta có cái thông tin quý 4 đến từ công ty Zoom các bạn công ty này có thể nhiều bạn cũng đã rất quen thuộc rồi sử dụng để mà các bạn có thể meeting online thì công ty Zoom này đã có một quý 4 rất là tốt các bạn thì được là cổ phiếu của công ty Zoom đã có một cái sự tăng trưởng sau khi mà thông báo là họ có cái quý 4 cao hơn ước tính các bạn thấy được là tổng số thu nhập của họ là 1.12 tỷ so với ước tính là 1.1 tỷ à, chúng ta có thu nhập mỗi cổ phần đó là một đồng 22 cent so với lại ước tính chưa 81 cent mà thôi Rồi sau đó các bạn thấy được là cổ phiếu của Zoom cũng đã tăng 7.43% sau khi mà đóng cửa ngày hôm nay Các bạn nên biết đây là một cái sự tăng trưởng không đức là nổi bật đối với Zoom tại vì các bạn nên hiểu là từ đầu năm tới bây giờ đó Zoom không giống như là một số những cổ phiếu công nghệ khác. À, Zoom chỉ tăng có 8.83% mà thôi. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới bất động sản ở Hoa Kỳ thì chúng ta cũng đã nhận được cái thông báo đến từ hiệp hội bất động sản ở Hoa Kỳ là cái số lượng nhà mà bây giờ đó đang làm hợp đồng để người ta mua đã tăng 8.1% so với lại cái số lượng tính ở tháng 12. Nhưng mà trước khi chúng ta quá mừng dội nói là cái nhu cầu mua nhà đã trở lại thì cũng không hẳn đâu các bạn. Tại vì các bạn nên hiểu đó là khi mà chúng ta nhìn vào lãi suất của mượn tiền mua nhà 30 năm, đây là cái số lượng năm mà phổ biến nhất các bạn phần lớn là người ta mượn 30 năm thì các bạn đã thấy được là sau khi mà cái lãi suất mượn tiền mua nhà đã tăng lên tới mức là 7.08% các bạn, rất là cao đối với thuận. À, thì các bạn thấy được là sau đó chúng ta đã có à, một thời gian là từ tháng 11 mãi cho đến là cuối tháng 1. Các bạn đang thấy được là cái à, phần trăm lãi suất đã giảm xuống còn 6.09. À, cho nên đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến là một số những người mà họ có nhu cầu mua nhà đó, họ đã lợi dụng thời điểm mà có một cái sự giảm của lãi suất là hợp đồng để mua căn nhà mà họ mong muốn nhưng mà các bạn thấy được là sau đó đó từ đầu tháng 2 tới bây giờ thì lãi suất lại tăng ngược trở lại bây giờ mức là 6.5% cho nên khả năng là chúng ta chỉ thấy cái sự hồi phục nhu cầu mua nhà tạm thời thôi tại vì khi lãi suất tăng ngược trở lên đó, thì các bạn thấy được là cái nguồn cầu mua nhà nó sẽ lại giảm xuống thì tại sao chúng ta lại thấy lãi suất mua nhà nó lại tăng ngược trở lên thì một phần là ảnh hưởng bởi fed các bạn khi mà chúng ta nói tới là fed tăng lãi suất thật ra lãi suất đó là không có phải lãi suất mà các bạn có thể đến ngân hàng để mà vay mượn được giống như các bạn thì là fed uh, tăng lên tới 4.5% thì uh, đâu nghĩa các bạn là ngân hàng các bạn mượn tiền mua xe mua nhà ở mức 4.5 đâu Cái lãi suất mà Fed quản lý đó gọi là Fed Fund Rate Cái đó là cái lãi suất ngắn hạn mà Fed cho những ngân hàng vay mượn mà thôi Rồi những ngân hàng đó đó khi mà vay mượn ở mức đó thì sẽ có sự ảnh hưởng đến là họ sẽ cho người dân vay mượn với mức giá bao nhiêu để mà mua nhà mua xe Thì cái sự tương quan đó giữa lãi suất mua nhà ở Hoa Kỳ nó có cái sự tương quan lớn hơn với lại công trái phiếu 10 năm hơn là cái lãi suất của Fed. Lý do thường nghĩ là tại vì người ta mua nhà đúng người ta mượn 30 năm các bạn nhưng mà khả năng đó trung bình thì một người bình thường khoảng chừng 7 đến 10 năm thì họ sẽ đổi nhà mới, họ sẽ refinance lại cho nên trên căn bản đó không có mấy người thực sự giữ một cái loan, một cái nợ tới 30 năm và trả hết như vậy đâu. Cho nên cái sự tương quan nó tương quan cao với lại công trái phiếu 10 năm hơn. Thì đương nhiên các bạn được là Fed tăng lãi suất những cái ngành nào mà có sự kết nối trực tiếp với lãi suất sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và bất động sản là một trong những ngành đó. Rồi tôi sẽ chia sẻ thêm một thông tin nữa chúng ta à, rồi sẽ chuyển qua để mà nói rất nhiều những thông tin thú vị liên quan đến crypto đó chính là thông tin liên quan đến công ty Palantir các bạn. Palantir thì họ đã thông báo là họ sa thải 75 người. Thì 75 người này đó cũng không phải là phần trăm nhiều lắm. 75 người này là 2% của tất cả nhân viên của họ. Họ có tới 3.838 nhân viên lận rồi chúng ta đã nói sơ về tình hình chung của kinh tế hôm nay cũng không có nhiều thông tin đặc biệt nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán thì có một cái sự hồi phục nhẹ nhưng mà chúng ta nhìn giá của BTC đó thì cái giá bây giờ so với giờ này ngày hôm qua đó thì cũng cỡ đó mà thôi các bạn chúng ta cũng ở mức là 23.431 đáng tiếc là ngày hôm qua đó các bạn đang thấy được là chúng ta có một cái sự hồi phục lên tới mức là 23.891 gần như chúng ta muốn trở về mức 24.000 đô nhưng mà sau đó lại có một cái đợt điều chỉnh xuống thì bây giờ chúng ta vẫn trên 23.000 đô hiện tại. Và chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa thị trường đó thì các bạn thấy được là đang xuống 0.6% trong vòng 24 giờ qua cũng không phải đang nhiều lắm. Là bây giờ các bạn thấy là vốn hóa là 1.1 nghìn tỷ. Những đồng lớn thì cũng không có sự thay đổi nhiều. Các bạn thấy được là BTC Ethereum thì cũng cỡ đó, các bạn thì XRP cũng vậy, Cardano cũng vậy, chúng ta có BNB xuống 1%, uh, OKB uh, xuống 2.2%, chúng ta có uh, Polygon xuống 4%. Cũng không có gì ra quá đặc biệt đâu các bạn. Trong cái top 100 này đó, chúng ta có một số đồng vẫn tăng trưởng trong vòng 2 4 giờ qua. Thứ nhất là đồng NEM các bạn, đồng này là một đồng mà đã rất rất lâu rồi thường không có nghe nói đến. Uh, các bạn đã nhớ đây cũng là một trong những cái uh, nền tảng hợp đồng thông minh chúng ta đã nói tới à, cách đây vài năm và mấy năm nay cũng không nghe nói nhiều các bạn hôm nay lại có một cái sự tăng trưởng là 28% và thuận cũng đã cố gắng tìm một số thông tin liên quan tới đồng nam này xem coi đã có gì đặc biệt hay không tới bây giờ vẫn chưa có thấy thông tin gì Đặc biệt liên quan tới đồng Nam Như mình nào mà biết hơn về thông tin về đồng NEM thì hãy comment bên dưới để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Rồi chúng ta có đồng Stacks các bạn. Stacks các bạn đã biết đây là layer 1. Đây là cái hệ thống mà các bạn có thể sử dụng để mà lập trình hợp đồng thông minh. Rồi sau đó có thể kết nối với mạng lưới của BTC được. Và gần đây cái sự hứng thú và một cái niềm tin đã trở lại là mạng lưới của Bitcoin đó không chỉ là một mạng lưới có thể là di chuyển tài sản lưu trữ tài sản mà btc vẫn có khả năng để có hợp đồng thông minh vẫn có khả năng để có một cái hệ sinh thái liên quan tới DeFi liên quan tới NFT à, với cái sự bùng nổ của Oinos gần đây. Tuy nhiên các bạn có biết là cái sự tranh cãi giữa Oinos tốt hay là xấu đó thì vẫn đang à, tiến triển hiện bây giờ. Nhưng mà ít nhiều gì đó thì đây là một dự án mà cũng đã có mặt một thời gian dài rồi mà ít ai quan tâm đến nhưng mà gần đây với cái sự lạc quan trở lại là BTC có thể là một mạng lưới có khả năng làm được thêm nhiều thứ khác nữa thì Stacks cũng đã có sự tăng trưởng các bạn 19% trong vòng 24 giờ qua 7 ngày qua đã tăng 50.1% rồi và Stacks là cái mạng lưới mà được sử dụng để mà gây dựng lên đồng New York Coin như là Miami Coin đây các bạn cũng đã nhớ rồi À, còn Singularity.net à, là một trong những cái à, đồng liên quan đến AI. Đây là một cái AI marketplace, một cái chợ AI thì à, vẫn tiếp tục tăng các bạn. Nói chung, chúng ta vẫn thấy là Fetch.ai cũng tăng luôn, tăng 5.6. Cái trend AI à, thì à, vẫn đang rất mạnh hiện bây giờ. Rồi, nói tới những thông tin ở bậc liên quan đến crypto đó thì à, tôi muốn chia sẻ một cái cập nhật liên quan tới DCG. Tôi cảm thấy được không có nhiều những cái tài liệu liên quan tới tình hình hiện bây giờ của DCG ra sao, Genesis ra sao. Đây là một thông tin rất là nóng cuối năm 2022. Các bạn đã nhớ nhiều người cho đây sẽ là một cái cú sốc cuối cùng khi mà Genesis và DCG sụp đổ đó thì sẽ dẫn đến là giá sẽ đi xuống một đợt cuối cùng trước khi hồi phục. Nhưng mà cho tới bây giờ các bạn thấy được là DCG cũng không có bị sụp đổ, Genesis thì đã khai bao bị phá sản rồi. Như là nhiều bạn cũng đã biết nhưng mà tình hình thì không có giống như là những công ty như là Voyager hay là Celsius. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn để các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra với lại DCG và đây là công ty mẹ của rất nhiều những cái công ty lớn trong thị trường này Đó chính là công ty mẹ của quỹ đầu tư Grayscale Công ty mẹ của cái trang web thông tin Coindesk Và đương nhiên là công ty mẹ của cái hội đào rất lớn Thì bây giờ là Foundry USA Và cũng là công ty mẹ của công ty Genesis Và nhiều bạn có nên nhớ là Genesis là công ty mà dính dáng vào cái vụ Của sàn Gemini Họ cung cấp dịch vụ À, cho sàn gemini để sàn gemini nói với những khách hàng của họ là gửi tiền vào để mà lấy lại đó thì à, cuối cùng à, các bạn đã biết là cái số tiền đó bây giờ đang bị đóng băng và có lỗ hỏng là khoảng 1-2 tỷ gì đó cuối cùng chúng ta cũng không biết rõ nhưng mà những thông tin chúng ta nhận được là lỗ hỏng là cỡ đó 1 đến 2 tỷ thì sau đó chúng ta đã biết là công ty Genesis, công ty con của công ty mẹ này DCG đã khai bảo vệ phá sản rồi. Nhưng mà dựa theo những thông tin thuận nhận được ngày hôm nay đó thì thuận không có nghĩ có lý do gì mà công ty mẹ là DCG không thể gánh cái số nợ này cho công ty Genesis được. Cái câu hỏi là họ không muốn gánh hay là không gánh mà thôi. Thì thuận chia sẻ để bạn hiểu hơn khi mà họ khai báo năm 2022 đó thì họ khai báo là họ lỗ 1 tỷ đô la và cái phần lỗ đó là tại vì họ cho công ty Tuel Capital vay rồi đương nhiên Tuel Capital cũng đã sụp đổ cho nên họ không lấy được cái số tiền đó. Nhưng mà trong năm 2022 đó thì công ty DCG vẫn có thu nhập cho bạn, họ nói là thu nhập của họ là 719 triệu và đây là cái thu nhập mà thôi còn họ trừ ra chi phí bao nhiêu thì tôi không có biết nhưng mà họ vẫn có thu nhập tại vì các bạn cũng đã biết là những cái công ty khác như là Condes thì vẫn có thu nhập quảng cáo vân vân và đương nhiên đào BTC thì họ vẫn có thể đào có lời hiện bây giờ và ngoại trừ thu nhập ra đó thì công ty DCG vẫn có một số lượng tài sản trong đó họ có 5.3 tỷ tài sản bao gồm là tiền mặt và họ cũng có một số những cái tài sản lưu động là khoảng 260 2 triệu đô la và họ cũng có cổ phần ở trong cái quỹ Grayscale Trust là khoảng 670 triệu các bạn thì các bạn thấy được là DCG là một công ty mà vừa có thu nhập và họ cũng vừa có tài sản thì tại sao họ lại không có muốn lắp lợi cái lỗ hỏng của Genesis mà để cho công ty Genesis khai bảo vệ phá sản như vậy thì câu trả lời tôi nghĩ là đơn giản thôi, tại vì họ không có muốn bán bất cứ tài sản nào hiện bây giờ nhất là ở những lúc như thế này khi mà tình hình thị trường đã không giống như là năm 2021 nữa, họ muốn giữ những tài sản này, cho nên họ thà để công ty Genesis khai bảo vệ phá sản. thì công ty Genesis nó không có giống như là những công ty khác các bạn. ở một chỗ là hình như là công ty Genesis cũng đã kiếm được một cái lối đi riêng và có thể là tái cấu trúc được. Thì dựa theo những gì mà Thuận hiểu đây đó là công ty DCG cũng có cổ phần ở trong công ty Genesis Nhưng mà họ sẽ coi như là đưa lại cổ phần đó cho công ty Genesis Rồi công ty Genesis sẽ bán đi một phần Đó chính là cái phần trading Cái phần trading của công ty Genesis họ sẽ bán đi Cái phần còn lại đó thì tất cả những cái dịch vụ còn lại của Genesis Thì sẽ được quản lý trực tiếp bởi công ty DCG còn về những chủ nợ thì sao? Những chủ nợ đó thì theo đồng hiểu là họ sẽ bồi thường với những chủ nợ bằng cách là đưa cho những chủ nợ cổ phần của công ty DCG. chi tiết hơn đó là họ nói tới một số những cái phương pháp như là bên dưới này. Họ nói là có khoảng chừng là 1.1 tỷ đô la nợ. Thì thay vì là họ sẽ trả cái nợ đó cho những chủ nợ, họ sẽ chuyển 1.1 tỷ đô la đó trở thành cổ phần và đưa cho những cái chủ nợ coi như những chủ nợ sẽ trở thành cổ đông thì cổ phần của DCG đáng giá hay không nếu như chúng ta tính năm 2021 đó hồi tháng 11 lúc đó công ty DCG đáng giá tới 10 tỷ đô la các bạn và điều mà thuận cũng khá bất ngờ đó là các bạn có biết là Google là một trong những cổ đông của công ty DCG và họ đã đầu tư thời điểm đó là khoảng 700 triệu đô la các bạn con số không hề nhỏ Google là một trong những cổ đông lớn của công ty dcg cho nên công ty dcg này là một công ty mà cũng có thu nhập như các bạn vừa thấy và họ cũng có rất nhiều tài sản thì cổ phần thì nghĩ là cũng đáng giá và dựa theo ước tính được uh, chia sẻ đó thì nếu như mà đi theo cái bước này thì những chủ nợ của genesis À, sẽ có thể lấy ra được, được là 8 trên 10 Có nghĩa là mỗi một đô la nợ họ sẽ thu về được là 80 cent Các bạn coi như là họ chỉ lỗ 20% mà thôi Thì à, đây là một cái kết quả là tốt hơn Đối với lại à, những cái sự kiện tương tự như là của Celsius, hay là BlockFi hay là Voyagers Sự khác biệt ở đây tôi nghĩ là tại vì có công ty DCG Là một công ty mà họ không phải là chỉ có một dịch vụ duy nhất Là người ta gửi tiền à, rồi họ trả lãi. DCG là một công ty mà họ kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong thị trường crypto này cho nên họ thực sự là có nhiều nguồn thu nhập và họ đã tính tự lưu một số lượng tài sản lớn đó là cái sự khác biệt ở đây thì cái cách giải quyết của DCG cho công ty Genesis theo Thuận hiểu đó là đơn giản là những chú nợ sẽ trở thành cổ đông cái điều mà Thuận không có rõ đây là cái dự định này đã được thông qua bởi những chu nợ chưa hay là đã được uh, duyệt bởi tòa án hay là chưa cái đó thường chưa có rõ hiện bây giờ Còn những bạn nào mà đang bị kẹt tiền ở công ty Gemini đó thì như thế nào thì chúng ta cần phải chờ thêm để biết thêm nhiều thông tin Đây là những cái thông tin mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn Còn những bạn nào mà chỉ đầu tư mà không có liên quan đến uh, Gemini hay là Genesis thì cái các bạn nên hiểu là nếu các bạn chờ đợi công ty mẹ là DCG phá sản đó thì ngày đó có thể là sẽ không tới thời điểm này đâu các bạn dựa theo gì mà chúng ta vừa đọc thì công ty DCG không có lý do gì mà khai phá sản hiện bây giờ rồi chúng ta còn một cái thông tin lớn khác nữa đó chính là thông tin liên quan tới Coinbase à, thì Coinbase đã ra cái à, thông báo là họ sẽ ngừng hỗ trợ BUSD vào ngày 13 tháng 3 thì bây giờ có rất nhiều những cái à, tin tức là đây là một cái sự trả đũa tại vì ở trên sàn Binance không có list à, đồng USDC nữa thì bây giờ Coinbase sẽ trả đũa lại bằng cách là không có list đồng BUSD thì cũng không hẳn đâu các bạn tại vì cái này là sau khi cái sự kiện liên quan tới Paxo không có tiếp tục hỗ trợ Binance USD nữa, tại vì cái sự kiện liên quan tới uh, New York NYDFS như bạn cũng đã rõ cái câu chuyện đó rồi cho nên uh, Coinbase uh, thì không có lý do gì mà tiếp tục hỗ trợ một cái đồng ổn định mà sẽ từ từ phai mờ đi theo thời gian và có một cái uh, tin đồn hiện bây giờ, đây là tin đồn mà thôi chứ không phải là sự thật các bạn các bạn đã nhớ đó là một trong những cái đề nghị có Bitcoin ETF năm ngoái đó là đến từ một công ty, đó chính là công ty Grayscale là công ty con của công ty mẹ DCG chúng ta vừa mới nói tới thì sau khi mà SEC từ chối không có cho thông qua một Bitcoin ETF dựa theo quỹ đầu tư Rayscale thì Ray Rayscale đã để đơn để mà chuyện SEC nói là làm gì là không có đúng tại vì SEC đã cho thông qua một cái Bitcoin Futures ETF rồi và Bitcoin Futures ETF thì cũng dựa theo cái giá spot mà thôi thì tại sao lại không có cho phép một cái Bitcoin ETF spot thông thường và Bitcoin Futures ETF thì dựa theo Futures nó càng nguy hiểm hơn nữa so với lại bitcoin spot etf sẽ an toàn hơn à, thì chúng ta hiện bây giờ đây không có biết được nhiều thông tin là cái vụ kiện này đã đến đâu nhưng mà có cái tin đồn là có khả năng là ray có thể thuyết phục được thẩm phán của cái vụ kiện này nói sec làm gì là sai và sec phải cho thông qua một bitcoin etf cái này là tin đồn mà thôi và một trong những người mà rất là gần gũi với thị trường ETF đó chính là Eric Balchunas Thì Eric Balchunas nói là đây có thể là không phải được thật đâu Trên căn bản đó, theo những gì mà Eric Balchunas biết là có một cái thông tin là thẩm phán ở trong cái vụ kiện này đó là một thẩm phán mà nghiêng về SEC hơn cho nên khả năng là vụ kiện này cũng không đi đến đâu nhưng mà dù sao đi nữa đó đây cũng là cái tình hình trì hoãn tạm thời mà thôi tại vì Bitcoin ETF spot có hay không nên là chuyện sớm muộn mà thôi chứ không phải là có hay là sẽ không có sau này chắc chắn là sẽ có 100% nhưng mà thời gian là bao nhiêu lâu đó mới là điều quan trọng và cái trình tự để có được một cái Bitcoin ETF nó có thể là chúng ta cảm thấy mệt mỏi tại vì năm này qua năm nọ chúng ta đều bị từ chối nhưng mà thật ra đây cũng là một cái quá trình mà chúng ta cũng đã từng nhìn thấy với lại nhiều những tài sản khác khi mà muốn có ETF lần đầu tiên đây là một cái quỹ mà các bạn có thể trade trên sàn chứng khoán thông thường được có thể là những người mà nắm quyền thì bây giờ đã khiến cho cái quá trình nó phức tạp hơn nhưng mà cái quá trình nó cũng như vậy mà thôi giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng tuy là một loại tài sản đã có mặt rất là nhiều năm rồi các bạn nhưng mà vàng ETF đó, lần đầu tiên khó đó, quỹ ETF của vàng không phải là quỹ ETF của Hoa Kỳ Các bạn có biết là quỹ ETF của vàng đó là xuất hiện ở trên sàn chứng khoán của nước Úc Đó chính là vào năm 2003 các bạn Cũng không phải là lâu lắm, cách đây 20 năm mà thôi Đó là lần đầu tiên chúng ta có quỹ đầu tư vàng ETF Rồi sau đó một năm Năm 2004 chúng ta mới có cái quỹ vàng ETF đầu tiên ở Hoa Kỳ à, Đó chính là Spider Go Share Nhiều bạn bây giờ vẫn đang trade GLD nên là một cái quỹ ETF liên quan đến vàng Thì vàng cũng như vậy Lần đầu tiên có ETF vàng là ở nước Úc Rồi sau đó một năm chúng ta mới có ở Hoa Kỳ Và các bạn có nói biết là cái quỹ ETF BTC Mà coi như lớn nhất hiện bây giờ đó là có mặt đầu tiên là ở nước Canada vào năm 2021 Thì các bạn được là chỉ có cách đây chỉ có 2 năm mà thôi Chúng ta bây giờ vẫn đang chờ đợi khi nào mới có một cái Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ và cái khái niệm có quỹ đầu tư ETF đó, có thể nhiều bạn nghĩ đã có từ rất lâu nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn. À, chúng ta có thể nhìn thấy được là lịch sử đó lần đầu tiên mà chúng ta có cái khái niệm quỹ đầu tư ETF ở Hoa Kỳ là năm 1993 và cũng giống như là vàng à, cái khái niệm ETF đó đã được thực hiện đầu tiên là không phải ở Hoa Kỳ mà là ở sàn giao dịch chứng khoán ở Toronto có nghĩa là ở Canada các bạn vào năm 1990 sau đó 3 năm chúng ta mới có quỹ ETF đầu tiên ở Hoa Kỳ cho nên khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử đó những cái tài sản khác nó cũng đi theo một trình tự tương tự như vậy thường sẽ có cái sản phẩm ETF của quốc gia khác rồi sau đó mới có Hoa Kỳ có thể là tại vì thị trường của Hoa Kỳ là một thị trường rất là lớn cho nên có một cái sự cẩn thận là muốn thấy quỹ ETF hoạt động như thế nào ở những cái thị trường khác sau một thời gian hoạt động mà không có vấn đề thì mới có quỹ ETF spot Bitcoin ở Hoa Kỳ cũng có thể là như vậy và đương nhiên đối với lại Gary Gensler là một trong những người mà gây cản trở hiện bây giờ với trên crypto cũng có thể là làm cho mọi thứ nó phức tạp hơn nhưng mà thôi cũng có lòng tin giống như là Air chỉ sớm hay muộn mà thôi và khi mà có Bitcoin ETF rồi đó cái sự ảnh hưởng đến giá cả sẽ rất là lớn các bạn đây là cái cách đơn giản hơn cho nhiều người đầu tư vào thị trường crypto này các bạn có thể thấy được là sau khi mà vàng đã có một cái quỹ go ETF được thông qua vào tháng 3 năm 2003 thì sau đó chúng ta có một cái sự tăng trưởng mạnh liên quan tới giá vàng đương nhiên chúng ta cũng hy vọng cái sự tăng trưởng tương tự sẽ xảy ra đối với lại BTC Tại sao thì như thường chị chia sẻ ETF là một cách rất là đơn giản thu hút được nhiều người đến thị trường crypto hơn và đối với một số người đó, thì họ có lập luận là ETF nếu như mà đã được thông qua năm ngoái đó thì những cái sự kiện như là FTX à, sẽ không có sự ảnh hưởng lớn tại vì nhiều người sẽ lựa chọn là lưu trữ cổ phần của ETF hơn là lưu trữ tiền ở trên sàn hay là tự lên sàn giao dịch À, để mà mua BTC tại vì nhiều người họ không muốn tự lưu trữ Bitcoin của mình họ cũng không có muốn là phải tốn thời gian để mà tải những cái ứng dụng liên quan đến crypto mà họ không có đành sử dụng họ chỉ muốn sử dụng cái ứng dụng chứng khoán mà họ đang có nhưng mà họ muốn tiếp cận được với giá của BTC cho nên ETF là một trong những cái sự lựa chọn tốt nhưng bây giờ chúng ta chỉ có futures ETF mà thôi nó không có hoàn toàn đi theo giá spot cho nên cũng không có phải là một lựa chọn tốt hiện bây giờ chúng ta thật sự cần một cái Bitcoin Spot ETF tới bây giờ vẫn chưa được thông qua Nói tới SEC đó, thì chúng ta cũng có một cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự lo lắng hiện bây giờ Đó chính là cái tờ đơn được gửi đến SEC bởi Robinhood các bạn Đây là họ thông báo hàng năm mà thôi Đây chính là cái tờ 10k Thì trong tờ 10k này đó họ cũng dành rất là nhiều thời gian để mà chia sẻ về Crypto, tại vì crypto đã trở thành một phần rất là lớn của cái ứng dụng Robinhood các bạn Đây là cái ứng dụng mà các bạn có thể dùng để mà trade chứng khoán cũng như là có thể dùng để mà trade crypto thì trong văn bản báo cáo tài chính hàng năm form 10k đó Ron nói là SEC đã gửi các hầu to hỏi về các dịch vụ crypto của mình bao gồm đang hỗ trợ những crypto nào và lưu trữ ra sao và trong cái văn bản 10k của họ họ đưa ra đây là một trong những cái sự lo lắng nhất liên quan tới dịch vụ crypto tại vì nếu như mà một ngày nào đó mà SEC nói à, cái đồng này là chứng khoán đồng kia là chứng khoán mà họ đang hỗ trợ thì sẽ như thế nào họ thứ nhất là phải ngưng hỗ trợ thứ hai nữa đó họ có thể là phải bồi thường cho những người mà đang giao dịch trên sàn của họ cho nên rất là phiền phức và thậm chí họ có thể là phải bị đóng phạt cho nên đây là một trong những cái sự lo lắng liên quan tới pháp lý và tới bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có rõ là SEC sẽ có những cái quyết định như thế nào. Tại vì cho tới bây giờ SEC đã chỉ tấn công từng dự án một mà thôi chứ không có đưa ra bất cứ một cái khuôn khổ pháp lý gì hết và họ cũng không thể các bạn luật là phải được thông qua bởi quốc hội chứ không phải là được thông qua bởi chủ tịch của SEC là Gary Chancellor